phát hiện bao tải nghi chứa thi thể người. Lực lượng chức năng đang xác minh một bao tải được phát hiện tại vỉa hè ở phường Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng, nghi chứa thi thể người. Ngày 10 tháng 6, trao đổi trí thức trực tuyến, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, cho biết Công an phường Đa Phúc đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh bao tải nghi chứa thi thể người được phát hiện trên địa bàn. Vị này cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bao tải nghi chứa thi thể người tại vỉa hè. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có hai bao tải trùm lên một vật giống thi thể người, miệng bao tải được buộc dây. Tại hiện trường, có phát hiện vết máu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đa Phúc nói, liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị đã nhận được tin báo về vụ việc và đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp điều tra, xác minh.